Thank you.
chụp hình vàng. Hả? Đang chụp hình giống kìa. Nói như nào đi đâu vậy con? Chưa tới tới bạn. Chào quý vị, hôm nay cũng nhân dịp vào ngày giỗ tổ 12 tháng 8 thì lời nói đầu tiên được quà không quên còn chúc các anh chị em nghệ sĩ và các anh chị em ca sĩ luôn luôn được dồi dào sức khỏe, luôn luôn trẻ đẹp và luôn luôn thành công trên tất cả những điểm của mình. Và một quan xin được tặng quý vị với một tình khúc của mới về ngày giỗ tổ hôm nay với một tập vui tươi, xin mời quý vị cùng thưởng thức.